Lách xin chào mọi người nha, con Lách đang ở thung lũng tình yêu. Đấy, thung lũng tình yêu Đà Lạt các bạn nha. Và đây là ngay phía trước cửa luôn. Minh là thuộc người lớn nhỉ? Chiều cao thì có 1m4. Minh lớn rồi. Minh lên 6 người lớn. 200.000 người, 250.000 người nữa. Đây cứ dưới lên vào ăn trưa chứ có hơn. Thế đây là chúng ta tuổi đi, chứng minh rất nhiều. Cho em 6 vé người lớn. Anh nhà ơi, đã mua được vé rồi nhá, 6 vé tham quan hết 1,5 triệu, 250k một người. Đây là cái sơ đồ để mọi người có thể dễ dàng quan sát bắt về chụp ảnh như kia. Đó, cầm luôn bắt về chụp hình để xem điện thoại. Ok. Có rất là nhiều khu vực như thế này nhưng mà chắc là mình chỉ đi chơi được một vài chỗ thôi các bạn nha. Đi dọc trong khu vực. Và bây giờ thì mình sẽ vào trong để mọi người cầm vé vào rồi kìa. Đây. Quân theo chai nước kia. Người đúng không? Người. Mỗi người một vé chứ. Ôi cáp, cái cáp treo trên kia chắc hỏng rồi. Hướng đi bến xe vận chuyển miễn phí nha, tượng sáp mê cung tình yêu, thung lũng tình yêu. Ok. Thôi cái sơ đồ bỏ lại đi, tiếp cầm được, đỡ phải cầm tay. Sao ấy? Người lái. Kia kìa, hỏi này. À, xe này là xe dịch vụ. Dịch vụ gia đình, một xe là 2 tiếng đồng hồ là 1 triệu. Còn đến chỗ cầu tình, chỗ thung lũng rồi đấy thì mới có xe miễn phí. Còn khu này là khu tham quan đi bộ. Chỉ một câu. Hôm qua ở Hà Nội băn khoăn mãi mũi xấu. Ôm mỏi tay à? Hết tí vài triệu kia mua. Xong rồi lại không vác thêm cái túi đi để đeo. Bác cái phần đang cả cái túi chưa đi. Túi đeo vai này á? Tí nữa ô cấp thì cho ở đây, nên lúc nào đến toàn dâm. Mũ phượng nhà nhiều nhưng mà nhiều 2-3 cái ta mũ xấu. À những cái điểm này thôi chụp hết ngày. Điểm này là những cái cầu này đi vào đấy à? Ừ. Ui giời giận ngồi ấy. Đứng từ xa thôi nhỉ. Mình đi một vòng thôi. Đoạn đấy mê cung rộng lắm ạ. Đi mê cung thì hết giờ. Đứng đây đẹp phết này coi nhanh nhỉ. Nhìn vào đẹp phết chưa? À đi lên trên ngắm ở trên. Đấy, lên chụp hình ở trên này. Tuyết ơi, chịu khó chụp ảnh như cô nhanh phát. Nhanh lên, lên trên này xem. Anh thấy thằng Minh không? Anh bảo nó đi vào giữa. Đi vào này thì mất thời gian lắm. Nó không biết đường ra thì ở đây mãi. Kia kìa. Được, đi lên này, này. Đi lên này. Đứng ở dưới đi. Đứng chi yêu nhá, lấy chi yêu này không? Lấy chi yêu thôi. Đằng sau nó có hoa này. Đây, đi lên đây. Muốn đẹp thì lại phải hy sinh. Lau luôn đi, xong rồi không đi xuống nước nữa. Lau. Hả? Này. Cô nhanh ngồi một kiểu ghế đi.
tốt sao cho nó ốm. Đừng túm váy. Thôi đi đi, đây đây đây. Váy con ảnh nó chụp với mẹ con tao đây. Mẹ bảo mày cho mình đi. Kid Garden. Cô nhanh ơi. Mình đi vào sâu trong kia một tí, xong này tí quay ra còn điểm nào nữa thì mình chụp xong. Ừ. Khu trưng bày tự sát. Game RV. Vừa nãy Minh nó muốn chơi ở đây. Kế hoạch của mình là không đi lên trên đây mà mình đi đường dưới là đi thẳng luôn ấy. Và xem tự sát. Không mang cái túi nó mang cái. Mà có đỡ nắng đã, tí nữa chụp này cởi. Đi vào đây này con này. Xem tự sát. Ai là để lau cát à? Thấy. Cô thích anh nào chụp cho anh đấy. Madonna. Sylvester Stallone. Sao sau này xem phim anh này mình không nghe tên. Chụp không? Chụp không? Chụp không? Chụp cho anh kia không? Chụp cướp biển không? Chụp cướp biển không? Đây đi vào vòng ra, lối ra đây rồi à? Đây ra, đây ra, đây ra, đây. Khu này khu trẻ con xem. Đưa vào đây, đưa vào đây. Đây, đeo vào đây, nếu cô... Kệ là đút vào. Thành Long. Nhà toán học à? Chặt về nhá, học hộ nha. Tí về xem. Thực ra chỗ này là ngoài kế hoạch đấy, không đi lên đây đâu. Dài đấy nhỉ. Thôi ra đi cô đi, không lại hết buổi mất rồi muộn mất. Chào cô.
có được ra không? Không, chặn rồi, chặn rồi. Cứ tưởng là nó đi vào đây. Mà kế hoạch là mình không đi lên đây, mình đi đường dưới cơ, cuối cùng là mình lại lạc đường khác rồi. Kia kìa. Mua nữa à? Mua được chưa? Ba tiền cốc. Mày này ngon. Cốc to này ba tiền. Bốn năm hay 50 à? Cốc này cốc lớn, xe lớn, xe nhỏ. Cái túi nhỏ của chị là như nào? Cho em xin cái được. Xe có đựng được không? Nghe là túi đựng đầy ra. Cho ô vào được. Ô cầm tay nhà xanh. Đây. Có đấy. Này hình như mình đi vào đây là đi lạc đường rồi đấy. Đi lên trên rồi đấy chứ không phải đi đường nhỏ đúng không? Tại vì kiểu hai đường nó sát nhau quá nên chẳng biết đường nào luôn. Khả năng anh Quân để chờ trong thung lũng rồi mẹ. Trong thung lũng mới thấy. Không, cái chỗ mà hồ nước cái hồ ấy. Nó có cái cầu. Đó. Đi xe điện xuống đường đấy ạ. Ngày trước Quân Phượng có ảnh chụp ở đây này. Anh Quân đen xì. Phượng trông cũng đen xì luôn. Này. Đây ở trên này chụp ảnh xuống này. Hả? Ok. Chụp mấy ngày đâu, chỉ có ảnh ngay. Rồi, bây giờ cả nhà mình đứng cái đi nào. Tròn ngăn cái nào đẹp cái đấy. Ba đấu tí nữa con ba con được sáng nữa rồi. Con ra cái lớn con ba con đi. Rồi đây xếp cho. Chụp đi chụp anh đi. Chỗ này mà không chụp thì chưa phải đến thung lũng nhá. Từ trên này chụp hết xuống. Cô nhanh ơi. Ôi sorry sorry. Đi bà gần này. Ok lại đi xa đi. Đi xa ra đi xa ra. Ôi lúc này chả có ai này. Ôi giời ơi chả có ai luôn. Ủa má kìa, hai cao phòng đúng rồi kìa.
là mình cho nó biết phải không? Khu vực bến thuyền với cung tình yêu trên này rồi, nhà trưng bày rồi, đạp vịt dẫn bên xe vận chuyển miễn phí cây cầu tình yêu. Ok, lên cây cầu tình yêu thôi. Đúng rồi, chúng ta em cứ đi cây thoải mái, chúng ta em lấy gì thôi. Đã 20 phút nha. Ờ, ok. Ngày em cảm ơn nha. Rồi, rồi. Đâu đâu đừng nè. Đây đi qua cái câu đi. Chị ra mặc một cái áo dài tay không thôi cũng được đúng không? Đỡ về gửi đây vào. Nhưng mà mặc thế này thì lại có cái bò, cái thì không có bò đúng không? Cháu kết luận ngay mặc một áo thôi đỡ phải cởi ra gửi vào. Biết vậy mang túi cái đi. Đi qua cây cầu. Chỗ này có phải cầu tình yêu không? Chờ tí, đứng đấy. Đâu bọn nó, cô có nhìn thấy bóng dáng của nó không? Chỗ này có xuống được chỗ đấy không nhỉ? Chả nhìn thấy nào đâu chứ. Ở đây đi đường kia được không anh ơi? Đi đường này, đây đi đường này. Chắc đi đường này mà. Chỉ có hướng này đi ra cho thung lũng hoa thôi. Sorry. Gian này cháu đi không mang túi này này. Alo. Nhưng mà bảo để chụp ảnh thì bỏ túi ba lô ra. À, quay như này mà hẳn ba lô to đấy. To quần đeo rồi. Du nghiệm lần sau chỗ khác. Đi điểm này tí điểm khác mình thay khác. Đây xe điện xếp hàng này. Ừ. Thế chỗ này là mình lên xe để đi điểm kia thôi. Nhìn xem có bọn nó ở đây không? Hay bọn nó ra kia trước rồi? Đây này, đứng đây cho chụp hết xuống lấy chứ kìa. Đứng đây chụp hết xuống của cả vịt, cả thung lũng, cả cây vận thông kìa. Đứng cây đấy à? Cây đấy à? Đây đây, cháu ở đứng ở trên này này. Lên trên này. À vắt đấy đi vào hình mất. Bạn đi chơi nó biết là được rồi, không cần phải ảnh. Ta tàu, ta tàu, thùng rác. Đi xe xếp hàng cho mọi người ơi. Đây đây đây, ngang đây ngang đây. Mình ngồi dậy cửa.
Mình đang chờ xe điện để đi các bạn nha. Đoạn này là xe điện Minh Khí này. Mình đây khu vực đạp vịt đúng không? Mình đang ở cái đoạn này. Này. Đoạn này này. Đấy, chỗ đạp vịt đây. Đi qua thung lũng này tí đấy. Xe này không biết nó vòng đường này trước hay là chắc nó vòng qua đây hoặc là đi thẳng phát đến đây luôn. Chắc là đi qua điểm này này. Số nhỏ hơn chắc đi trước. Cả nhà ơi, xe điện lên rồi nha. Đây đang xếp hàng này. Ok. Ai đến trước lên trước, ai đến sau lên sau. Mà đến sau thì nó không quay được. Nghe ngon quá. Cô ơi, cô từ từ, cô ơi, kem mút của cô từ từ, cô. Đây đấy, ngồi đâu? Cô ngồi bên trong, à, cô ngồi cái, chào cái. Chán lừ luôn, chả đến. Cô ngồi một phía. Xếp hàng hả? Bắt mình đấy, mình đi chung. Trời ơi, ghế thì là ghế sau còn thừa kìa, ghế của con. Đây, mẹ đang đi, chụp cho con nhá. Mọi thứ đều không có theo ý. Đó. Tôi đi bộ và đến bây giờ là đến tour đi xe điện. Trên này đẹp chưa, lên đây chụp ảnh này. Đó, mình lên. Đấy, tí xuống này lên quay ngược này. Chụp rừng thông à? Bên này chả có hồ với bà kia, bà bảo mình sang bên này. Mình đã biết bên kia mình lại chạy sang bên này. Thành ra lại hai cô cháu đều sợ ơi. Mình lựa chọn ngồi xe cái thứ không biết nào biết ngày đấy thì mình nhìn cái ngay thế nhưng mà lại bị gãi gẫm. Đấy. Lên trước, lên trước. Lên qua bên trên nhá. Lên trước thì như là hào hứng được lên. Bên này có hoa. Chị tí nhá. Thôi, đây đây chỗ này. Đó. Đây đây. Đây. Đấy, xong nhìn thấy chưa? Đây cầm cho. Đây là hươu lai này, hình ảnh này. Đây là hươu chưa? Một đàn hươu chưa? Đấy, ổ nhiều bạn nhiều đấy. Chỗ này có quay dọc đẹp không? Quay được dọc chỗ này. Trật mông. Xe dừng 2 điểm à? Vậy thì đợt tải thì
giống lần tham quan này. Tham quan xong đây mình xuống là giống cái này bắt xe đi tiếp đi thôi. Mình sợ đấy. Ui. Chỗ mà xe chạy qua nó mới đẹp. Cho nên những cái điểm đỗ này là nó là dọc đường này đi xuống này. Trang Thu lúc này đi xuống này. Cho mà người ta chụp ảnh ấy là đứng ở trên này. Quân lên đây chưa biết. Khu này là trên đỉnh chưa nhỉ? Nguyễn Đăng là đỉnh chưa? Đi vào chỗ dân. Mình phải đấy mà đi vào cái đường này. Đồi Vọng Cảnh chân là đây cái điểm này rồi. Khu vực Đồi Vọng Cảnh. Khu dưới này. Khu Đồi Vọng Cảnh. Đi.